Hoàng Thùy bật khóc khi học trò bị loại. Chỉ vì không đẹp mà vậy thôi hả? Sao lại đối xử với những bạn người mẫu một cách bất công? Việc chia tay với Bolo Nguyễn đã để lại cho Hoàng Thùy khá nhiều cảm xúc. Tập 5 Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 với vòng loại còn dang dở ở tập trước, hai thí sinh Bolo Nguyễn team Hoàng Thùy và Khánh An team Kiều Loan được vote đi hay ở thông qua bình chọn của ban giám khảo. Cuối cùng Khánh An là thí sinh được đi tiếp với hai lá phiếu đồng thuận từ Dược Sĩ Tiến và Anh Lê. Chương trình cũng chính thức khép lại hành trình của Bolo Nguyễn. Màn loại đẫm nước mắt khi đến huấn luyện viên Hoàng Thùy phải bật khóc và thốt lên những lời bất công dành cho học trò. Chỉ vì không đẹp mà vậy thôi hả chị? Sao lại đối xử với những bạn người mẫu một cách bất công như vậy? Bạn ấy có cố gắng nhiều, mặc dù không có sự xinh đẹp nữ tính như những người khác. Hoàng Thùy bật khóc khi Bolo Nguyễn bị loại. Em là người đối diện với cuộc sống này rất nghiêm túc, dù phải đối mặt với quyết định nào mình cũng phải chấp nhận. Nhưng cá nhân chị tự hào về em. Theo dõi em, từ những bước đi đầu tiên, chị thấy em đã trưởng thành rất nhiều. Chị ghi nhận toàn bộ những cố gắng của em và chị tin em sẽ thành công trong tương lai. Giám khảo Võ Hoàng Yến rơi nước mắt khi quyết định của bản thân không giữ được Bolo Nguyễn ở lại với chương trình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!